Thực hiện kết quả cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đã ra thông báo khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp chợ biên giới Tân Thanh Pò Chài. Cụ thể, từ ngày 30 tháng 4 năm 2020, thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh Pò Chài sẽ được khôi phục như bình thường, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 12 giờ đến 16 giờ giờ Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2020, khôi phục thông quan vào ngày nghỉ lễ và ngày cuối tuần. Trước đó, tại cuộc điện đàm với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc Nghe Nhạc Phong đã tuyên bố khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh Pò Chài nhằm giải tỏa áp lực hàng hóa ùn ứ tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ, liên tục trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để thúc đẩy tỉnh Quảng Tây sớm triển khai thực hiện tuyên bố của Tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc. Thời gian qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, phía Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa khẩu biên giới đất liền, trong đó có khu vực biên giới với Việt Nam. Các biện pháp này đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thông quan, trao đổi hàng hóa của doanh nghiệp và cư dân hai nước tại khu vực biên giới. Việc phía Trung Quốc đồng ý khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh Pò Chài là kết quả khả quan sau một loạt các biện pháp đồng bộ, chủ động và tích cực của Bộ Công Thương nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong nước trước tác động của dịch COVID-19.